Thứ ba, ngày 27 tháng 12. Trích tin mừng theo Thánh Gioan. Bà Maria Magdala liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người muôn đệ Đức Giêsu thương mến. Được Chúa yêu. Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói: Người trộm lành đã hạnh phúc vì hy vọng ở tình yêu Chúa. Giuđa đã khốn nạn vì thất vọng. Thật vậy, người hạnh phúc nhất trên đời là người tin chắc rằng mình được Chúa yêu thương. Truyền thống cho rằng Thánh Gioan Tông Đồ chính là người muôn đệ Đức Giêsu thương mến. Muôn đệ ấy đã cảm nhận được tình yêu của Thầy. Tuy nhiên, danh hiệu muôn đệ Đức Giêsu thương mến không dành riêng cho Thánh Gioan, nhưng thuộc về bất kỳ ai cảm nghiệm được tình yêu thương xót mà Chúa đã dành cho họ. Và cảm nghiệm ấy sẽ làm phát sinh đời sống chứng tá cho Thiên Chúa như Thánh Gioan đã viết và đã sống. Kitô hữu là những cánh tay nối dài của Đức Giêsu để đem tình yêu của người đến thế gian này. Vì thế, càng đắm chìm trong hạnh phúc được Chúa yêu, người tín hữu càng nhiệt thành gửi trao tình yêu của người, đồng thời cũng sống đúng địa vị người muôn đệ Đức Giêsu thương mến. Lạy Chúa Giêsu là vua tình yêu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết chăm lo, vun đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Amen.